Đàn voi rừng khoảng từ 10 đến 12 con ra bìa rừng kiếm ăn, được người dân quay clip lại khiến nhiều người thích thú. Đoạn clip do một người dân ở thành phố Biên Hòa quay được vào chiều ngày 11 tháng 6 khi ông này lên thăm trại ở khu vực đồi Đá Trắng. Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, có khoảng từ 10 đến 12 con voi rừng ra bìa rừng sát hàng rào điện để kiếm ăn. Bên này hàng rào là trại của người dân. Qua hình ảnh trong clip có thể thấy đàn voi khá béo tốt, trong đàn có một số con voi con. Khi gặp người đến gần, một con voi trống lên cảnh báo, cả đàn dần di chuyển ra xa hàng rào, tiến về phía rừng sâu. Đây không phải là lần đầu người dân quay được clip đàn voi rừng ở Đồng Nai. Tín hiệu vui nhất là cơ cấu đàn hợp lý với nhiều con voi con trong đàn. Điều này chứng tỏ đàn voi rừng đang phát triển rất nhanh và cho thấy hiệu quả của đề án khẩn cấp bảo tồn voi mà Đồng Nai đang thực hiện. Mục tiêu sắp tới trong việc bảo vệ loài động vật quý hiếm này là hạn chế xung đột giữa người và voi rừng. Khi voi rừng ra ngoài rẫy người dân, thay vì vác chiên, trống, xua voi vào rừng như trước đây, thì dùng các biện pháp thân thiện như rải mía, muối, dẫn dụ voi vào rừng. Về lâu dài có thể phát triển du lịch dựa vào voi bằng cách dựng các chòi, xây dựng các khu vực cung cấp muối, nước, trồng cỏ cho voi ăn. Không chỉ voi mà cả một số động vật quý hiếm như bò tót cũng rất khoái món ăn này.